Đang dựng lại hiện trường được cướp giật chiều ngày 22 mai tháng mấy, 28 mới chiều nay cướp đồ nguyên thủ nè, cướp của mấy đứa học sinh ghê không, chiều nay cướp giật nhiều lắm. Áo đỏ này cũng nguy hiểm. Đường này là hay bị cướp hết. Rồi ra đấy chân hả? Trời ơi. Quỷ phong ra coi. Áo đỏ đi ra. Áo đỏ đi ra. Giờ vô. Che mày lét quá. Đâu rồi? Không, nhưng mà hai cái đứa bé này phải che mặt thôi. Trường này là hay bị cướp lắm. Mấy đứa học sinh nó ra nó bắt lấy điện thoại. Khoe của chỉnh trẻ lắm chứ đâu phải là bình thường. Không phải, nó ra nó điện, con nít thì nó điện thoại thì nó chơi thì nó ra lại nó móc điện thoại chơi, mình cũng vậy. Nhưng mà mình chú ý hơn nó. Con nít thì nó ra thì nó không có gì, nó trời nó móc điện thoại ra nó chơi là bị giật. Không được quay hả? Ông Phong đi. Áo đỏ. Đánh ra trên người ta coi với. Đang đứng trong cái tầm nhìn của mọi người. Đứng ngay tầm màn hình luôn. Đứng ngay vô tầm nhìn luôn. Thôi từ từ. Ủa mà sao dừng lại hiện trường vậy? Ê mà dừng lại hiện trường vậy, không quay dựng chi trời? Không, người ta đâu? Không, chủ yếu là người ta ấy. Nhưng mà phải lưu lại cái gì chứ đúng không? Có một anh bên hiện trường á. Ủa vậy xong rồi hả? Người ta chỉ coi cái, người ta quay làm bằng chứng thôi. Ủa vậy là sao hả? Tức là con bé nó đang đi vậy đó. Đang xong rồi hả? Bé nó không có chờ. Vậy hả? Không thấy nó dụng nước mắt hả? Người ta chụp thôi hả chị? Người ta chụp lại thôi à. Chụp lại cái hành vi. À chụp lại chứ không quay. Chụp lại cái hành vi đó thôi. Ừ. Chứ cái này cũng đâu có nổi quay lại đâu. Mà sao không lấy người khác mà phải lấy nhân vật chính đó nè? Chủ yếu là để về làm hồ sơ, hồ bệnh âm gì, gì án gì đó mà không phải là bệnh án mà cái gì án. Thôi vô vậy hả? Hồi đó thôi với em, kế nhẹ có bà kia phải bị chặt đầu á.